Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thăm Việt Nam trong ngày 10 tháng 9, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao của hai nước. Sự kiện này sẽ mở ra những điều mới mẻ gì cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước? Đã Á Châu Tự Do tổ chức buổi hội đàm về vấn đề này với hai vị khách mời, gồm cựu phó đại đốc Hải quân Mỹ ông Nguyễn Từ Huấn và ký giả Phạm Trần. Mời quý vị cùng theo dõi. Thanh Trúc kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đến thăm Việt Nam vào ngày 10 Tây tháng 9 tới đây, và sự kiện này đã được Bộ Ngoại giao hai nước chính thức thông báo. Và thưa quý vị, sự kiện này cũng sẽ mở ra những cái điều gì mới mẻ trong quan hệ giữa hai quốc gia. Hôm nay RFA tổ chức buổi tọa đàm này với hai vị khách mời. Vị thứ nhất là ông Nguyễn Từ Huấn, là cựu phó đại đốc Hải quân Hoa Kỳ, và ông cũng là một senior advisor, một cố vấn cấp cao của Bộ Hải quân Hoa Kỳ. Nhưng quan trọng hơn hết, ông là người có mặt trong một cái think tank. Ông ở trong cái board director của NBR, tức là National Bureau for Asian Research, và người thứ nhì là ký giả Phạm Trần, mà chúng tôi thường gọi ông là một ký giả lão thành của vùng Washington DC này. Đây là một nhà phân tích, một nhà quan sát thời cuộc, đặc biệt những cái sự kiện liên quan đến tình hình Việt Nam. Thanh Trúc xin kính chào ông Nguyễn Từ Huấn. Vâng, xin chào Thanh Trúc và quý khán thính giả của Đài RFA. Dạ, Thanh Trúc cũng xin kính chào ký giả Phạm Trần. Vâng, chào Thanh Trúc, chào quý vị khán giả, các thính giả của RFA. Vâng, chúng ta đi ngay vào vấn đề của cái đề tài hôm nay là như thưa quý vị thấy là hiện Mỹ đó là nằm trong số 13 quốc gia là đối tác toàn diện của Việt Nam, tức là nó thấp hơn 2 bậc so với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc. Thưa quý vị, như vậy thì là đây là những quốc gia mà thuộc nhóm đối tác chiến lược toàn diện của Hà Nội. Và liệu là quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đó có đột phá lên cái mức cao nhất ngang tầm với lại Trung Quốc hay không? Trung Quốc và Nga nữa, là tại vì đây là những quốc gia mà gọi là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hà Nội rồi. Thì trong cái chuyến thăm của ông Joe Biden, điều này có xảy ra hay không? Dạ, Thanh Trúc muốn nêu câu hỏi này trước nhất với lại ông Nguyễn Từ Huấn ạ. Dạ. Vâng, cảm ơn Thanh Trúc. Thì năm nay là cũng coi như là kỷ niệm 10 năm Mỹ và Việt Nam ký kết quan hệ toàn diện, đối tác toàn diện. Dạ. Thì trong cái chuyến đi này của ông Joe Biden, tôi thiết nghĩ rằng là ông rất muốn được nâng cao cái quan hệ này giữa hai nước với nhau. Dạ. Nâng cao lên có thể là đến tầm cao nhất trong cái sự ngoại giao của Việt Nam, tức là quan hệ đối tác chiến thuật toàn diện, chiến lược toàn diện. Dạ. Vâng. Đó thì tức là CSP đó, Comprehensive dạ. Strategic Partner. Tôi nghĩ rằng là cái lúc này là cái lúc mà có thể hai bên có thể đi đến tới cái mức đó, là tại vì trên một phương diện nào đó đó, cả Việt Nam lẫn Mỹ đã có cái mối quan hệ có thể nói là đã đến tầm ngang như vậy cho tới lúc này, nhưng mà chưa có tuyên bố rõ ràng thôi. Thành thử ra nghĩa là mình đưa ra những cái thí dụ chẳng hạn như cả hai cùng có những cái gọi là sự nghĩa là chung lo lắng về vấn đề Biển Đông, nhất là dạ, vấn đề mối quan tâm chung về Biển Đông. Quan tâm chung dạ. về Biển Đông, nhất là của tàu, cái sự xâm lấn và nghĩa là chiến lâm gọi là cái uy hiếp của, uy hiếp về của lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông, dạ. cũng như là Trung Quốc muốn làm chủ quyền của Biển Đông. Dạ. Đó là cái mối lo rất là lo lắng cho cả Hà Nội và nghĩa là Hoa Thượng Đấu. Thêm vào đó nữa đó, Mỹ cũng là một cái gọi là đối tác thương mại rất là lớn đối với Việt Nam, đối tác thương mại thứ hai sau Trung Quốc thôi. Mỹ là thị trường lớn nhất của Việt Nam, xuất cảng đến năm 2021 là gần hơn 96 tỷ, dạ. 96 tỷ tổng cộng. Đồng thời Mỹ cũng có những cái quan hệ khác như là chẳng hạn như là về liên lạc về quân sự,
cũng như là liên lạc về các vấn đề như là của tụi CDC, nó thiết lập những cái trung tâm vùng ở Việt Nam. Việt Nam cũng đã, ngược lại Việt Nam cũng có gửi đến hơn 30.000 sinh viên qua Mỹ du học hàng năm. Đó là những cái điều cho chúng ta thấy là cả hai bên đã có những cái mối quan hệ rất lớn với nhau. Cái thời điểm này là cái thời điểm mà tôi rất mong muốn là cả hai sẽ nghĩa là nâng cái quan hệ này đến phần nghĩa là cấp cao hơn nữa. Thành ra tôi nghĩ là họ sẽ nghĩa là ký kết vấn đề đó. Dạ vâng. À, Thanh Trúc cũng xin mời ạ. Vâng, tôi thì tôi không có thấy là Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiến đến cái mức quan hệ ngoại giao chiến lược toàn diện, mà chỉ đến mức toàn diện mà thôi, tức là so với cái mức quan hệ toàn diện. Cái lý do là vì thế này. Cái lý do là vì hai bên, đặc biệt là Hoa Kỳ, chưa có hoàn toàn tin tưởng Việt Nam 100%. Thứ hai nữa là mối quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ năm 2013 cho đến bây giờ, nó cũng chỉ có bao gồm tới cái mức ngoại giao và chính trị, chưa đến cái mức độ mà hai bên có thể tiến tới một cái mức toàn diện về vấn đề chiến lược. Thật sự ra thì về vấn đề chiến lược là đã tốt lắm rồi đối với Việt Nam. Là bởi vì thế này, là bởi vì khi mà có quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam ở cái mức chiến lược đó, thì nó có bao, ngoài vấn đề chính trị, ngoài vấn đề chủ quyền, ngoài vấn đề những thỏa hiệp về quốc tế, ngoài vấn đề những cái hiến chương Liên Hợp Quốc, nó sẽ có ba vấn đề. Vấn đề quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ về vấn đề đối tác chiến lược là về vấn đề an ninh, quốc phòng và thịnh vượng chung. Thịnh vượng chung ở đây là về vấn đề hợp tác kinh tế toàn diện trên mọi lĩnh vực, sâu hơn là cái mức toàn diện. Thì tôi tin rằng là Hoa Kỳ và Việt Nam trong cái chuyến sắp tới đây, thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, sẽ tiến tới mức toàn diện chứ không phải rằng là chiến lược, tức là chiến lược chứ không phải là chiến lược toàn diện. Vâng, đó là ý kiến của ký giả Phạm Trần. Dạ thưa, như quý vị thấy là Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc từ năm 2008. Trong khi đó mãi tới năm 2013 thì Việt Nam mới ký kết quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Như vậy điều này cho thấy là về cái mặt ngoại giao đó thì có vẻ như là về mặt chính trị và ngoại giao thì Việt Nam gần gũi với Trung Quốc hơn là gần với Hoa Kỳ. Thì ông Phạm Trần có thể cho biết, ở đây đó là một cái người mà chuyên quan sát thời cuộc, thì ông Phạm Trần có thể cho biết những cái mốc trong cái quá trình mà gọi là xích lại gần nhau hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và ngược lại, và cũng giống như là từ năm 2013 cho đến 2023 thì những cái mốc là như thế nào, và theo ông cái mốc nào gọi là quan trọng nhất trong cái chuỗi mà gọi là những cái sự kiện để mà hai bên càng lúc càng xích lại gần nhau đó ạ, thưa ông? Cái điều đầu tiên là chúng ta cũng nhớ rằng là bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được thiết lập dưới thời của Tổng thống Bill Clinton. Dạ. Cùng với ông Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Dạ. Năm 1995. Và từ đó cái sự hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ như tôi nói hồi nãy là quan tâm đặc biệt về vấn đề không có can thiệp vào nội bộ chính trị của nhau, tôn trọng cái thể chế chính trị của nhau, không có sử dụng cái lãnh thổ của mình để mà đem quân gây chiến hay là tham chiến với Việt Nam hay là hợp tác với các nước khác để mà tấn công Việt Nam. Thì những cái mức độ đó, tức dưới thời ông Clinton, rồi chuyển sang thời Tổng thống George W. Bush, rồi về trở lại thời Tổng thống Dân chủ Barack Obama, rồi cho đến thời ông Tổng thống Cộng hòa Donald Trump thăm Việt Nam, rồi bây giờ đến lần ông Bill Clinton, tức là năm đời Tổng thống, từ thời ông Bill Clinton thăm Việt Nam. Cái mấu chốt của vấn đề là bây giờ Mỹ thấy là cần thiết để mà tăng cường cái sự hợp tác
với Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam cũng thấy cái nhu cầu chính trị nội bộ của mình. Là vì một năm trước đây đó, trong một cái hội nghị về vấn đề ngoại giao tại Hà Nội, thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như là ông Bộ Thanh Sơn phải không? Ông Bộ trưởng Ngoại giao bây giờ đây này. Dạ. Ở đưa ra cái chính sách ngoại giao gọi là cây tre Việt Nam. Thì cái chính sách ngoại giao đó dựa trên ba cái tiêu chuẩn. Tức là cái gốc vững, thân chắc và cành uyển chuyển. Dĩ bất biến, ứng vạn biến. Cái chủ trương của Việt Nam là như thế. Tùy theo cái trường hợp, Việt Nam rất cứng rắn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình, bảo vệ thể chế chính trị của mình, bảo vệ cái sự độc lập về chính sách ngoại giao của mình. Nhưng mà Việt Nam rất sẵn sàng uyển chuyển để mà hợp tác với tất cả mọi quốc gia trên thế giới, miễn là hai bên tôn trọng chủ quyền của nhau, tôn trọng thể chế chính trị của nhau và cùng hợp tác phát triển và làm việc chung, phát triển về tất cả mọi lĩnh vực, về kinh tế, về thương mại, về văn hóa, về các cái lĩnh vực, kể cả vấn đề liên lạc ngoại giao giữa nhân dân giữa hai nước. Ở Hà Nội người ta gọi là ngoại giao nhân dân, tức là giữa dân nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân Việt Nam, xuyên qua các tổ chức xã hội và chính trị, cũng như xuyên qua các tổ chức nhân đạo về viện trợ cho Việt Nam, rồi giúp và tìm kiếm những quân nhân Mỹ và quân nhân Việt Nam mất tích trong thời gian chiến tranh. Cái sự hợp tác đó đã đạt được những kết quả rất là khả quan. Thành ra cái vấn đề của Việt Nam, đây là cũng là cái nhu cầu của Việt Nam. Mà ngược lại, Mỹ cũng thấy là dưới cái áp lực như Phó Đại đốc Huấn đã nói về vấn đề áp lực của Trung Cộng ở Biển Đông. Vấn đề Việt Nam, đối với Việt Nam thì Trung Quốc luôn luôn là kẻ thù. Chúng ta nhớ rằng là bao nhiêu cuộc chiến tranh từ thời cha ông chúng ta để lại, 1.000 năm đô hộ giặc Tàu cơ mà. Và thành ra rồi những cái cuộc chiến tranh sau này, năm 1974 chiếm Hoàng Sa, năm 1988 chiếm Trường Sa, năm 1979 tấn công qua biên giới, thì cái mối hận thù giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc không bao giờ phai nhạt cả. Thành ra tuy rằng bề mặt băng giao đấy, hai bên có những cái nhu cầu chính trị và quân sự cũng như về vấn đề kinh tế, nhưng mà bên trong con dân của hai nước, đặc biệt bằng mặt là mà người chẳng Việt bằng Nam. Lòng phải không ạ? Đúng rồi, bằng mặt mà không bằng lòng. Dạ, đúng, vâng. Đúng như thế. Dạ. Cảm ơn quý khán giả Phạm Trần. Thưa cựu phó đề đốc Nguyễn Từ Huấn, ông thấy rằng là theo giới quan sát đó, giới quan sát trước cái khi mà Tổng thống Joe Biden đi Việt Nam, thì giới quan sát đã tin rằng là ông Joe Biden sẽ đánh dấu một chiến thắng mới trong chiến dịch tăng cường ảnh hưởng của Hoa Kỳ lên cái khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương qua việc sẽ ký một cái thỏa thuận đối tác chiến lược với Việt Nam trong chuyến thăm sắp tới đây. Thì trong tư cách là một cái thành viên ở trong một cái think tank quan trọng như NBR đó, thì ông Nguyễn Từ Huấn nhận định như thế nào về cái điều này? Vâng, tôi thấy rằng là cái chính sách của ông Joe Biden trong cái vấn đề mà chống lại Trung Cộng thì Trung Quốc, thì nghĩa là nó có thể bao gồm có những cái điểm. Thứ nhất là đầu tư. Thứ hai là liên kết. Đầu tư đây đó là nói về đầu tư cho nước Mỹ, làm cho nước Mỹ được mạnh lên. Thành thử ra những cái đạo luật như đạo luật Chip Act của ông Biden ký kết năm 2022 đã sẽ đầu tư khoảng hơn 200 tỷ vào các công nghệ cao cấp về semiconductor cho nước Mỹ để nghiên cứu và thành lập những cái nhà máy sản xuất về semiconductor ở ngay trong nước Mỹ. Cũng như là cấm xuất cả những cái kỹ thuật này sang Trung Quốc để Mỹ vẫn tiếp tục có cái lợi thế trong các là kỹ nghệ cao đối với Trung Quốc.
Về vấn đề mà liên kết, thì liên kết đây có thể nói rằng là liên kết với các đồng minh và những cái quốc gia ở trong vùng Đông Nam Á mà có cùng những cái tư tưởng, hoặc là họ đang nằm trong cái quỹ đạo của Trung Quốc, nhưng mà làm sao để mà mình kéo họ về phía ít nhất là theo với những gì mà Mỹ muốn. Thì nghĩa là trong đó đó, tôi thấy là chẳng hạn như một trong những cái quan trọng nhất mà đã xảy ra những năm vừa qua đó là cái sự ký kết giữa chính phủ Mỹ, chính phủ Úc và chính phủ của Anh, trong với cái nó gọi là AUKUS đó, tức là Australia, UK và US. Mỹ đã thỏa thuận giúp Úc đại lợi xây các tàu ngầm nguyên tử ở Úc để mà nghĩa là củng cố cái vấn đề quân sự của Úc đại lợi. Đó là một cái điểm rất là quan trọng trong cái vấn đề mà liên kết với các đồng minh. Mỹ cũng đã nâng cao cái quan hệ với các tổ chức ASEAN về vấn đề nghĩa là đối tác chiến lược nghĩa là toàn diện lên mức đó vào năm 2022. Thành ra nếu mà ông Biden ông có thể nghĩa là ký kết một cái đối tác chiến lược thôi, chứ đừng có nói đối tác chiến lược toàn diện như là mình nói trước đây đó, thì cũng đó là một cái điểm rất là hay, vì nó đã kéo Việt Nam vào trong, không hẳn là vào Mỹ, Việt Nam không có nghĩa là vào trong quỹ đạo của Mỹ, nhưng mà ít nhất đây đó là nó sẽ có một cái sự nghĩa là tương trợ lẫn nhau trong vấn đề nghĩa là kiềm chế lại những cái ảnh hưởng của Trung Quốc trong vùng đó. Dạ, vâng. Tiếp lời của ông Nguyễn Từ Huấn thì kính thưa hai vị, chúng ta chưa biết là cái chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden sắp tới đến Việt Nam thì Việt Nam và Mỹ có sẽ nâng cấp quan hệ hay không? Tuy nhiên, chúng ta phải không ạ? Điều này chúng ta có thể khẳng định rằng là mối quan hệ tốt đẹp hiện nay đó giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đó nó đóng góp rất là nhiều cho cái việc xử lý các vấn đề an ninh, hòa bình trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và trong đó đó, cái vấn đề Biển Đông là một cái mối quan tâm gọi là có thể nói là hàng đầu như ông Nguyễn Từ Huấn đã trình bày. Thì thưa, về vấn đề an ninh châu Á, Thái Bình Dương, thì quý ông có thể phân tích sâu hơn bởi vì ngoài những cái mặt khác ngoại giao, kinh tế, thương mại hay là gì đó, cái vấn đề an ninh rất là quan trọng. Và mọi người đều gần như là đặt nó lên hàng đầu. Dạ, thưa quý vị, dạ, thưa ký giả Phạm Trần. Vâng, tôi xin bổ túc như thế này. Cái quan hệ giữa Mỹ với phía Á Châu, Thái Bình Dương, nó còn có một cái sự hợp tác, một cái liên minh giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc đại lợi. Cái trục quan hệ đó là một cái trục an ninh. Cái lý do tại sao lại có Ấn Độ vào trong cái sự hợp tác này và cái sự liên minh này. Cái liên minh này, cái vai trò của Ấn Độ là bảo vệ an ninh vùng Ấn Độ Dương. Mà như Thành Trúc cũng như là quý vị khán thính giả của AFA biết là dầu hỏa cung cấp cho bên Á Châu cũng như các nước Âu Châu từ Trung Đông phải đi qua biển Ấn Độ Dương, rồi mới sang bên phía bên đông biển Đông để đi về phía Bắc. Thành ra cái vai trò của Ấn Độ hết sức quan trọng. Và khi mà Hoa Kỳ và Ấn Độ có một cái liên minh với Nhật Bản và Úc đại lợi, tức là bao gồm kể cả cái khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Biển Đông. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là cái quan hệ trong cái chuyến đi của Tổng thống Joe Biden đó, đánh một cái cho Trung Cộng thấy là Hoa Kỳ luôn luôn quan tâm tới Á Châu, Thái Bình Dương. Hoa Kỳ là một nước đã có mặt ở đó qua hạm đội số 7, qua các căn cứ của Hải quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Và tất nhiên là cái quan hệ Hoa Kỳ và Phi Lợi Tân là một trong những quốc gia Đông Nam Á có quan hệ lâu đời kể từ khi chiến tranh Việt Nam với Hoa Kỳ. Cái lợi điểm đó cho thấy
là Hoa Kỳ muốn chứng minh cho bên phía Trung Quốc thấy rằng cái vấn đề an ninh ở Biển Đông là vấn đề chung của thế giới. Vấn đề hàng hóa chuyển từ Đông sang Tây cũng phải đi qua Biển Đông là vấn đề chung của thế giới. Không có bất cứ một quốc gia nào có thể gây khó khăn hay là gây ra một cuộc khủng hoảng về chiến tranh. Những đe dọa của bên phía Trung Quốc đối với bán đảo Đài Loan mà Trung Quốc bảo rằng là họ có thể đánh chiếm bất cứ lúc nào thì đấy là một cái sự đe dọa mà Mỹ hết sức quan tâm về vấn đề bảo vệ an ninh cho vùng biển phía đó nữa. Thành ra cái vấn đề Biden, xin lỗi ông Joe Biden đến Việt Nam là để thứ nhất tái khẳng định cái sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Á Châu Thái Bình Dương. Thứ hai nữa, cho nhân dân Hoa Kỳ thấy rằng đối với vấn đề đối nội thì ông Joe Biden muốn cho cử tri Mỹ thấy rằng ông không phải là một ông tổng thống nhút nhát mà không dám đụng tới Trung Quốc. Đấy là cái thông điệp mà tôi cho rằng là ông Joe Biden muốn chứng minh như thế, là bởi vì sang năm là cuộc bầu cử tranh cử tổng thống của nước Mỹ mà ông Joe Biden đã cho biết là ông sẽ ra tranh cử, thì cái chuyến đi này nó sẽ đóng góp một cái điều gì đó cho cuộc tranh cử của ông Joe Biden. Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Tư Huấn, ông đồng ý điều gì và không đồng ý điều gì mà ông muốn bổ sung sau cái phát biểu của ký giả Phạm Trần? Dạ không, tôi nghĩ là anh Phạm Trần đã nghĩa là phát biểu tất cả những cái gì mà tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu mà nói chi tiết thêm nữa đó, bổ túc thêm, thì tôi nghĩ là cái vấn đề mà nói là an ninh giữa bảo vệ cái an ninh trong vùng, mà đây nói chính xác hơn về giữa Mỹ và Việt Nam đó, thì Mỹ và Việt Nam đã có những cuộc đối thoại về an ninh rất là nhiều trong vùng đó trong nhiều năm qua. Mỹ cũng đã tài trợ cho Việt Nam về quân sự, đây là về nghĩa là gọi là tài trợ quân sự về những nước ngoài đó, lên đến hơn 150 triệu đô. Thì trong đó có những như là chuyển giao cho Việt Nam các nghĩa là tàu cao cấp cao tốc, cũng như là mới đây chuyển giao các tuần dương hạm cho cảnh sát biển Việt Nam. Đó là những cái mối quan hệ mà có thể rất là cụ thể và dùng để mà giúp cho Việt Nam được giữ gìn an ninh trong vùng thêm nữa. Dạ vâng, vậy thì giả dụ một khi mà quan hệ ngoại giao song phương Việt Nam-Hoa Kỳ được nâng lên cấp gọi là đối tác chiến lược toàn diện đó, thì liệu là cái điều này có giúp Việt Nam thoát được, chí ít là thoát được, bớt được cái vòng kềm tỏa của Trung Quốc hay không? Không. Cái gọi là nói rằng là thoát Trung đó là vấn đề được đặt ra từ lâu rồi, mà bây giờ lại được đặt lại, và khán thính giả của Á Châu Tự Do cũng muốn biết là Việt Nam có thoát được cái vòng kềm tỏa của Trung Quốc không, và đặt vấn đề như thế này thì nó có gọi là nó có thực tế hay không, hay là nó có vẻ cường điệu quá, hay là nó quá phức tạp? Dạ thưa hai vị. Không, thứ nhất là tôi nói là không bao giờ Việt Nam có thể thoát được cái sự kìm kẹp thì quá đáng, nhưng mà cái ảnh hưởng nặng về phía Trung Quốc là bởi vì Trung Quốc không muốn Việt Nam ngả về Mỹ nói riêng và Tây phương nói chung, là bởi vì nếu mà Việt Nam vì lý do gì nào đó mà ngả hẳn về phía Hoa Kỳ thì đó là một cái điều rất nguy hại cho Trung Quốc về vấn đề an ninh, là bởi vì Trung Quốc không có biển. Thanh Trúc cũng thấy rằng là phía Nam là biển của Việt Nam, của vùng Đông Nam Á. Trung Quốc là một cái nước bị cô lập hoàn toàn về mặt biển. Đó thành ra cái vấn đề đặt ra là Trung Quốc không bao giờ từ bỏ áp lực đối với Việt Nam. Trung Quốc luôn luôn muốn giữ Việt Nam, và Việt Nam cũng không dám bỏ Trung Quốc, là bởi Việt Nam là một nước láng giềng sống bên cạnh một nước khổng lồ hơn 1 tỷ dân như thế, thì Việt Nam bao giờ cũng phải cố gắng nhũ nhặn. Vì vậy cho nên ông Nguyễn Phú Trọng cũng như Bộ trưởng Ngoại giao
của Việt Nam năm ngoái đã đưa ra cái chính sách gọi là ngoại giao cây tre mềm mỏng nhưng mà cây vẫn vững, cành uyển chuyển, thân cây bao giờ cũng mềm mại, uốn nắn theo tùy tình hình. Và vì vậy cho nên nói rằng là liệu Trung Quốc có buông tha Việt Nam hay không, tôi tin là không bao giờ Trung Quốc muốn làm như thế. Và Việt Nam cũng rất sợ Trung Quốc. Khi mà có bang giao cấp chiến lược với Hoa Kỳ thì Việt Nam càng sợ Trung Quốc hơn bao giờ hết. Và Trung Quốc sẽ tăng cường những cái áp lực về quân sự, về kinh tế, về ngoại giao đối với Việt Nam hơn bao giờ hết. Dạ, thầy Trung muốn nghe ý kiến của và tôi dạ, cũng có một ý kiến cũng tương tự như vậy. Mà mình cũng, nhưng mà mình cũng hy vọng là Việt Nam có thể thoát chung được tương lai. Có thể nói là tương lai không biết là lúc nào. Nhưng mà như anh Phạm Trần đã nói, Việt Nam tùy thuộc vào kinh tế của Trung Quốc rất là nhiều. Trung Quốc và Việt Nam là một trong những hai đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Thì nghĩa là hai bên, cái Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai bên cũng là anh em chơi với nhau rất là lâu. Thành thử ra thoát khỏi cái đó cũng rất là khó khăn. Dạ. Tập Cận Bình cũng đã nói đây là chúng ta nghĩa là có vận mệnh chung với nhau. Thành ra cái đó lại càng làm cho khó khăn nữa. Nhưng mà tôi thiết nghĩ rằng là nếu Việt Nam thật tình mà muốn thoát chung, mình nói thoát chung đây không có nghĩa rằng là thoát hẳn ra khỏi cái ảnh hưởng của Trung Quốc đó, nhưng mà có cái đường đi hướng độc lập và nghĩa là tự chủ hơn á, thì phải có sự cải tổ rất nhiều về kinh tế, xã hội và văn hóa ngay trong nước. Và có thể là phải có một ít những cái thay đổi về nghĩa là chính trị trong đó nữa, nhưng mà cái đó mình nói là xa vời quá. Dạ vâng. À, như vậy thì có thể dự kiến được cái phản ứng của phía Trung Quốc trong những ngày tới, khi mà cái chuyến đi Việt Nam của ông Joe Biden chỉ còn có 3 ngày, 3 hôm nữa thôi, ông Joe Biden sẽ có mặt tại Việt Nam và sẽ chính thức gặp gỡ với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng để cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương. Yeah. Vậy thì cái phản ứng trong những ngày tới chúng ta có thể dự kiến được không ạ? Dạ. Cái phản ứng của Trung Quốc của tôi thấy là không thay đổi, là bởi vì lý do thế này. Thành trước cũng nhớ là năm 2015, dạ, trong một cái chuyến viếng thăm thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ông Tập Cận Bình trong một cái cuộc họp báo sau khi họp với Tổng thống Obama, ông ấy nói một cái câu như thế này mà tôi nhớ mãi, mà tôi tin chắc là Việt Nam cũng phải nhớ mãi. Ông nói rằng là tất cả những đá đảo và vùng nước xung quanh ở Biển Đông là của Trung Quốc từ thời cổ đại. Đó là một cái câu thứ nhất. Yeah. Trước đó ở tại Singapore, ông ấy cũng tuyên bố là tất cả những vùng đá đảo biển ở vùng Biển Đông cũng như ở khu vực Đài Loan là của Trung Quốc. Bằng bất cứ giá nào, Trung Quốc cũng bảo vệ. Và không có bất cứ một quốc gia nào có thể tranh giành và chứng minh bằng tài liệu lịch sử là của họ như là của Trung Quốc. Có đầy đủ mọi bằng chứng lịch sử. Ngược lại thì Việt Nam cũng nói rõ Hoàng Sa, Trường Sa, có Việt Nam có đầy đủ mọi tài liệu để chứng minh đó là của Việt Nam. Cái sự cãi cọ đó đối với Trung Quốc không thành vấn đề, là bởi vì Việt Nam bắt buộc phải cãi như thế. Chẳng lẽ Việt Nam lại im lặng hay là nói rằng là cái đó là của Trung Quốc. Nhưng mà đối với Trung Quốc, Trung Quốc họ nói từ đầu cho đến cuối, từ thời ông Đặng Tiểu Bình, ông ấy đã nói cái câu đó rồi. Ông Mao Trạch Đông cũng nói là chúng ta phải chiếm toàn vùng Đông Nam Á vì phần đất đó là của Trung Quốc. Thì cái điều mà nói là của Trung Quốc á, mấy cái chữ đó nó nằm ở trong đầu các nhà lãnh đạo. Vậy thì cái phản ứng sắp tới là họ cũng sẽ lặp lại những cái điều đó hay sao ạ?
họ cứng rắn hơn bằng mọi cách nếu họ xem coi Việt Nam sẽ hành động như thế nào, Hoa Kỳ sẽ hành động tiếp theo như thế nào, họ cũng sẽ tùy cơ ứng biến. Nhưng mà tôi tin căn cứ vào những điều mà tôi theo dõi từ xưa cho đến bây giờ thì Trung Quốc không có bao giờ thay đổi. Việt Nam muốn thay đổi đường lối để gần với Hoa Kỳ hơn bao giờ hết. Trong Bộ Chính trị của Việt Nam có 17 người. Thì tất cả mọi người đều đồng ý là Việt Nam phải theo đuổi chính sách ngoại giao mềm mỏng, ngả về phía Tây Phương hơn là để cho Trung Cộng bị áp lực. Họ muốn ngả về phía Tây Phương là để làm một cái bệ đỡ bảo vệ cho Việt Nam. Chứ không phải rằng là họ quý mến gì Mỹ. Chúng ta nên nhớ là trong cuộc chiến tranh 55.000 quân đội Mỹ hy sinh tại Việt Nam, 4 triệu người Việt Nam hy sinh. Những cái mối thù đó giữa hai đảng cầm quyền, chứ không nói đến nhân dân không có thù oán gì nhau cả. Thì vấn đề đặt ra là Việt Nam luôn luôn, lãnh đạo Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nuôi dưỡng thù hận. Cho nên tất cả những bài báo và những lời tuyên bố trong những diễn văn chính trị ở tại Việt Nam trong mấy năm gần đây, họ đều nói đến những thế lực thù địch đối với Việt Nam do Hoa Kỳ lãnh đạo. Họ nói tất cả những cái đó nó nằm trong gọi là cái kế hoạch diễn biến hòa bình. Dạ, không thay đổi. Không thay đổi. Thế thì thưa cựu phó đề đốc Nguyễn Từ Huấn, ông có thể cho một vài cái dự kiến là sắp tới Trung Quốc sẽ làm gì trong những ngày tới đây thôi ạ? Thì tôi thấy là mới đây, tức là hôm mùng 5 tháng 9 là một ông là đảng Liu Jianpao của đảng Trung ương Cộng sản Trung Quốc đã sang thăm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi nghĩ đó là một cái nhắc nhở đến cho Việt Nam là phải cẩn thận trong vấn đề mà là tiến tới nâng cấp cái quan hệ với Mỹ. Nhắc nhở đó. Đấy, thì nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là Trung Quốc cũng không có muốn đẩy Việt Nam, nghĩa là ít nhất là ngoài mặt không có những cái phản ứng quá giận dữ để mà đẩy Việt Nam về phía Mỹ nhiều hơn. Thành ra nghĩa là tất cả những cái gì mà họ sẽ nói đến hoặc là họ sẽ có phản ứng, phần lớn là sẽ nằm trong nội bộ giữa các đảng, giữa hai đảng với nhau, và họ sẽ làm việc với nhau để mà cố tình nghĩa là giữ cái quan hệ giữa hai nước với nhau nhiều hơn. Dạ vâng, sau cùng thì hãy nói về những cái được và những cái mất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là đảng đương quyền, đảng cầm quyền ở Việt Nam bây giờ đó, một khi mà quan hệ giữa hai quốc gia được nâng lên cái mức cao nhất thì họ được cái gì và họ mất cái gì ạ? Dạ. Họ không mất cái gì cả, họ được chứ họ không mất cái gì cả. Đúng. Bây giờ thật sự ra cái cấp quan hệ ngoại giao sắp tới nó là chiến lược chứ chưa có phải là chiến lược toàn diện. Nhưng mà tuy chiến lược chăng nữa là họ được nhiều lắm. Họ được vấn đề Mỹ yểm trợ về vấn đề an ninh, về vấn đề quốc phòng như Phó Đề Đốc đã nói, và họ được về phương diện ngoại giao có Mỹ đứng bên cạnh, một cường quốc lớn nhất thế giới, hùng mạnh nhất thế giới về quân sự, chính trị và ngoại giao mà đứng bên cạnh mình. Thì tất nhiên là cái anh hàng xóm cũng phải suy nghĩ chứ. Không phải là sợ Việt Nam, Trung Quốc không hề bao giờ sợ Việt Nam. Nhưng mà phải suy nghĩ, phải dè chừng. Không phải rằng là tự do, muốn đánh lúc nào thì đánh như trước đây. Trung Quốc sẽ không có thể làm được như thế. Nhưng mà nếu chẳng may xảy ra một cuộc hải chiến thứ hai, thì các cái loại tàu ngầm đó của Việt Nam có thể được sử dụng, là bởi vì cái căn cứ hải quân ở Hải Nam của Trung Quốc là tổng hành dinh của tàu ngầm của bên Trung Quốc. Xa bờ biển Việt Nam lắm, xa lắm. Trong khi Việt Nam ở Đà Nẵng, ở ngoài Nha Trang có thể đi ra ngoài được. Thành ra cái vấn đề là Việt Nam có lợi hơn trong vấn đề, trong cái chuyến thăm của ông Tổng thống Joe Biden sắp tới đó thành trực. Được nhiều mà chắc là cũng
lạnh gáy cũng nhiều đó. Dạ thưa, đó là cái lời mà của một chuyên gia là ở bên Australia, một chuyên gia Việt Nam ở Australia mà Học viện Quốc phòng có nói với chúng tôi. Thì thưa cựu phó đề đốc Nguyễn Từ Huấn, ông thấy như thế nào hồi nãy khi mà ký giả Phạm Trần nói là được nhiều đó, dạ, mất thì ít thôi, dạ, nhưng mà ông thấy như thế nào? Vâng, tôi cũng đồng ý là Việt Nam sẽ được chứ không mất gì hết. Được ở đây là như anh Phạm Trần đã nói, nâng cao cái vị thế của cái thế đứng của Việt Nam trên thế giới rất là nhiều nếu mà nâng cấp cái quan hệ gọi là chiến lược toàn diện. Mình nói đây chiến lược toàn diện. Tôi xin bổ túc thêm một vào cái nữa, đó là khi mà nâng cao cái đối tác chiến lược toàn diện này đó, thì nó sẽ Mỹ trong đó nó sẽ cam kết thêm nữa là trong đó nó sẽ tôn trọng chủ quyền, độc lập và cũng như là thể chế chính trị của Việt Nam. Cái đó là nó tốt cho Việt Nam cả đối ngoại cũng như là đối nội ở trong của Việt Nam. Mình nói là thẳng thắn nói đó là khi mà ký kết như vậy nó sẽ đưa đến những cái trường hợp như thế. Vì thật sự bây giờ nếu mà nói về nhân quyền ở Việt Nam thì cũng có rất nhiều người phản đối những cái cách là chính quyền Việt Nam đối xử với những cái người mà bất đồng ý kiến. Dạ. Thành ra là nghĩa là khi mà nếu mà Thanh Trúc để ý thấy thì là tất cả những cái lời tuyên ngôn của chính phủ Mỹ cách đây vài những năm vừa qua thì nghĩa là thấy cũng rất là tránh xa cái vấn đề này, cũng như là cái chiến lược của Mỹ, chiến lược của Mỹ gọi là National Security Strategy, chiến lược của Mỹ đó, họ cũng đã công nhận là trong các thể chế mà nghĩa là chỉ có nghĩa là thể chế chính phủ nghĩa là độc tôn như là của Nga hay Trung Quốc hay Việt Nam này nó có nhiều cái hạng khác nhau nữa, không phải là chỉ có nghĩa là độc tài không thôi. Chính vì vậy mà hồi nãy là ông Nguyễn Từ không có nói là Việt Nam là phải tự mà gọi là phải cải tổ, phải dạ vâng, một khi mà bước vào cái vòng gọi là cái vòng xoáy của cái thời cuộc như vậy, dạ, đó thì là Việt Nam phải tự cải tổ, phải cải cách nhiều lắm, phải nâng cái cuộc sống xã hội, nâng về đời sống, xã hội, văn hóa, kinh tế, thương mại, tất cả mọi thứ. Cái đó là để mà nói về vấn đề thoát chung đó. Dạ, cái đó cũng là được hay mất? Cái đó là được, chứ nếu mà tự mà điều chỉnh được phải không ạ? Đúng. Thưa ký giả Phạm Trần. Thật sự ra Việt Nam họ đã làm cái đó và họ đang làm cái chuyện đó về vấn đề kinh tế. Dạ. Nhưng mà chỉ có một cái điều họ sẽ không bao giờ làm là cái vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ. Cái điều thứ hai sẽ không bao giờ thay đổi là họ duy trì chủ nghĩa Cộng sản Marx, Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hai cái điều đó là hai cái điều như là thánh kinh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Yeah. Họ sẽ không bao giờ thay đổi. Mặc dù là cải thiện về vấn đề kinh tế, là bởi vì họ có cải thiện về vấn đề kinh tế và xã hội thì nhân dân mới no ấm. Mà khi nhân dân no ấm rồi thì không còn mầm mống chống đối. Nhân dân chỉ có thể chống đối, phản ứng khi nào họ bị đói kém. Chúng ta còn nhớ là sau khi quân Cộng sản chiếm Sài Gòn năm 1975 thì nhân dân ở thành phố Sài Gòn kiệt quệ, nhân dân cũng đã xuống đường, đòi phải có cơm ăn áo mặc. Và ngược lại thì chính quyền Cộng sản lúc đó dưới thời của ông Đỗ Mười đã chuyển tất cả những người dân thành phố đi ra vùng kinh tế mới, làm cho kinh tế bị kiệt quệ trong suốt 10 năm trời. Thành ra những cái bài học đó Việt Nam họ đã tránh, họ sẽ không bao giờ để cái tình trạng đó xảy ra. Là bởi vì càng không để cái tình trạng đó xảy ra mà để người dân không phải là giàu có gì nhưng mà đủ ăn đủ mặc thì người dân tất nhiên là tại sao mình chống đối cái gì bây giờ? Mình đòi cơm no áo ấm thì bây giờ mình có cơm ăn rồi, có áo mặc rồi, thì tại sao mình chống đối cái gì? Đấy, cái vấn đề nó là như thế. Tôi cũng xin cho thêm vào đây nữa, ý kiến thêm nữa đó là trong cái vấn đề mà nâng cấp quan hệ này đó, nó sẽ đưa đến những cái cộng tác của Mỹ về vấn đề thương mại cũng như là giúp đỡ về các
kỹ thuật cao cấp như về semiconductor hay là trí tuệ nhân tạo. Tôi nghĩ đó là những cái mà có thể là có lợi cho Việt Nam. Dạ vâng, về cái, những cái gọi là những chất bán dẫn rồi cái trí tuệ nhân tạo, dạ, AI vâng, thì là Việt Nam cũng đang chú ý nhiều. Đúng, rất, nó phát sao? Triển. Dạ. Phải nói rằng Việt Nam là một trong những cái nước mà nhìn chúng ta nhìn thấy cái sự phát triển đó nó mạnh. Dạ, bởi vì người Việt Nam chịu khó làm việc, dạ, và rất là chịu đựng, không có phản đối. Và khi, dạ, 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 à, kính thưa à, ông Nguyễn Thị Huấn cũng như kính thưa ký giả Phạm Trần, à, xin cảm ơn thời giờ của hai vị đến đây và để nói về một cái đề tài mà tất cả mọi người đều đang quan tâm là cái gì sẽ xảy ra, cái gì mới cho giữa Việt Nam và Hoa Kỳ khi mà Tổng thống Joe Biden đến thăm Việt Nam vào ngày 17 tháng 9 tới đây. Thanh Trúc, xin cảm ơn thời giờ của ký giả Phạm Trần cũng như xin cảm ơn thời giờ của cựu phó đại đốc Nguyễn Thị Huấn. Dạ. Yeah. Cảm ơn thầy. Xin cảm ơn thầy Trúc, cảm ơn quý vị khán thính giả đã bỏ thời giờ để theo dõi cuộc thảo luận của chúng tôi. Dạ. Và buổi tọa đàm hôm nay đến đây là chấm dứt. Thanh Trúc xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình tới.